không biết hôm nay phải ăn cái gì đây ta. Ai đó? À, mẹ ơi, cứu con. Đừng quên like và subscribe nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Và như quý vị đang thấy ở sau lưng tôi đây, ở đây có một người đàn ông đang bị ngất xỉu. Lý do anh ta ngất xỉu là bởi vì anh ta mới vừa hôm nay ngon quá vậy. Cúp mọi người ạ. Và tên cúp này đã chạy đến cúp đồ của anh ấy. Khiến anh ấy hoảng sợ quá, sau đó ngất xỉu luôn. Và chính vì vậy cho nên chúng tôi đã có mặt ở đây, ở hiện trường này để cùng nhau lấy thông tin tìm thử xem coi tên đúng là kẻ xấu xa mà. Thôi trời ơi, công nhận luôn hả? Thì chúng tôi đã điều tra, chúng tôi đã phát hiện vậy? Ra à, thủ phạm, có thủ phạm kìa. Thủ là ai rồi? Sau đây là một số nhận dạng về hung thủ. Tên hung thủ này là một tên hung thủ có một mái tóc màu xám. Và tên hung thủ này còn mặc một bộ vest màu đen. Cái áo màu đen. Mặc áo màu đen nữa, trời ơi, mặc áo màu đen trong tôi á, Sam ơi. Và hơn nữa là tên hung thủ này có một đôi mắt màu đỏ. Và chính cái vì mắt vậy màu cho đỏ. Nên tôi đã xác định được mắt màu đỏ luôn kìa, trời ơi, sao diễn tả ai, y chang bà. Nếu như quý vị khán giả phải tìm thấy được tên hung thủ này thì xin hãy gọi đến số điện thoại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi, biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai, để thông báo cho chúng tôi sẽ đến đó bắt hung thủ. Và tất nhiên rồi, các bạn sẽ được khen thưởng. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem đại dịch thời sự chúng tôi ngày hôm nay. Tạm biệt. Gì vậy Phan? Ủa gì vậy mấy bạn? Tự nhiên tôi chơi TV cho một phiên bản khác vậy bạn? Ủa tôi có làm gì đâu. Phan ơi. Ủa ông đâu rồi? Trời ơi Phan ơi, đâu rồi? Sao xuống dưới kia rồi? Phan ơi lại đây. Quái vậy trời ơi, trời vậy cái vấn đề đi, chạy đâu ra vậy? Tôi nói thật là tôi không có làm, nghĩ sao vậy? Tin tôi đi, tôi nhìn lương thiện vậy mà. Rồi nghĩ sao con mặt tôi dễ thương cu te thánh thiệt mà tôi làm mấy cái trò đó. Tôi không tin đâu, không tin đâu. Bà nhìn thấy trên TV á, tôi thấy rõ ràng á là bà cầm cọc tiền, bà nhảy tưng tưng tưng, bà chọi ở đây nè. Ủa gì đâu ra trời, tôi cầm cọc tiền. Ủa, ý ông bà cọc tiền lấy hả? Ủa phải không? Ôi, trời ơi, ủa? Đúng rồi kìa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Ê ơi! Sắp tới Sammy rời khỏi tim anh. Dạ. Rời luôn anh, tại vì Sammy rồi lấy chậm tiền của ta anh. Trời ơi, cái gì vậy vô duyên? Nè, nghe tôi nói giải thích nè. Cái này cặp cọc tiền là tôi có lý do, nói không? Là tôi nhớ cái chuyện nè, lý do cọc tiền tôi có là như thế này nè. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. La 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 la. Ây da, ui da. Ủa gì vậy? Hả? Chuyện là vậy đó chứ tôi có biết gì đâu, tự nhiên đưa tôi cọc tiền tôi biết làm gì đâu, tự nhiên xong rồi quay tôi lên TV rồi nói tôi là ăn cắp lấn trộm là sao nè. Ôi trời, buồn dễ sợ luôn à. Tự nhiên đúng là không nên cầm tiền người lạ các bạn ơi, đó mấy con nhỏ nhớ nha. Trời ơi, tôi cầm xong tôi lấy TV luôn nè. Thôi ông cho chừa cái tật á, thấy không, thấy đồ người ta đưa mà cũng lấy nữa, đồ người lạ đưa là không được lấy nghe chưa. Trời ơi, trời ơi, tôi biết rồi, không biết nữa. Ai trời biết đâu. Trời ơi, giờ sao đây. Bây giờ là tôi á nghĩ rằng là bà phải đem cái cọc tiền này nè, đem đến cho mấy chú công an, hiểu không, để cho mấy chú công an tìm hiểu coi là cái kẻ trộm là ai, hiểu không, xong mấy chú sẽ bắt cái kẻ trộm đó, hiểu không. Ha, cũng được á. Rồi bây giờ mình đi đem lên mấy chơi mấy chú ngang đi được không? Đâu tôi nghĩ là bây giờ. Ủa gì vậy? Sao bây cái gì mà quá trời chú công an vậy? Trời ơi chết rồi, mấy chú công an tưởng tôi là kẻ trộm chắc rồi. Phong ơi, trời ơi trời, rồi giờ sao bây giờ mà tôi mà đưa cọc tiền này tới là mấy chú công an bắt tôi, tại vì tôi là thằng ăn trộm. Thì bây giờ ở trên TV cũng có hình của bà, mà bây giờ bà đúng còn rồi. Giữ cái tiền của người ta nữa, chắc chắn là chú công an sẽ nghi ngờ là bà lấy luôn á. Chứ sao đây? Thì giờ sao, tôi không muốn bị bắt đâu, tự nhiên cầm tiền của người ta sao thành đã trộm luôn. Rồi ơi trời, tôi sợ quá. Giờ sao bây giờ đây nè, Sammy đi xuống dưới á, Sammy nói với mấy chú này nè: mấy chú ơi, con giữ cọc tiền, con bị lên TV nhưng chắc chắn không phải là con đâu, chắc chắn. Trời chú ơi ông, không, tôi tán không bây giờ, nghĩ sao nói cái câu đó mà ông ấy bắt chạy. Trời ơi trời, bây giờ cách duy nhất là ông phải tìm được thằng ăn trộm, sau đó bắt nó đi về đường, đó hiểu không? Đó, xong rồi đưa cọc tiền người ta gọi là xác nhận, gọi là dấu vân tay đó, chắc chắn luôn ông ơi. Tôi bây giờ tôi mà đem ra ngoài kia báo chứ con bạc bắt tôi, bây giờ tôi không có chẹo đâu à, không chẹo đâu. Trời ơi, đừng khóc nữa,
Rồi bây giờ vậy thì bây giờ muốn kiếm được thủ phạm á, rồi Sam đi theo tôi nhanh lên. Ủa, trời trời, bây giờ xuống lỡ bị sao? Từ từ ui, yên ui. Tâm tôi ui. Có một căn hầm bí mật, chúng ta phải đi bằng cái căn hầm bí mật đó, chúng ta đi ra ngoài để truy tìm cái kẻ trộm đó, hiểu không? Căn hầm bí mật hả? Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt cái kẻ trộm nó về để gọi là giao nộp kẻ trộm đó cho mấy chú công an. Chắc chắn mấy chú công an sẽ khen thưởng chúng ta, hiểu không? Hợp lý. Bây giờ sao? Bí mật đâu? Đi vô toilet. Ôi trời, ủa gì vậy? Ủa vô toilet làm gì? Đây. Á! Đây. Cái gì gớm vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Tự nhiên xuống đây vậy? Toilet, tôi đi toilet thì bao giờ lần nào bí mật như này giờ? Hôm bữa lúc mà tôi vô nhà sao không thấy sao đâu hết á, cái nào tôi muốn làm cái hầm bí mật tôi không biết làm đâu hết, tôi đập luôn cái toilet. Trời ơi trời, thấy ghê quá à, là cái điều bóng người ta mà không đập gì kỳ vậy vậy, gửi mà lại tôi xuống được này, không muốn xuống đâu. Bây giờ bà có xuống để đi bắt kẻ trộm không? Muốn làm người tốt không? Muốn rồi, không muốn lên TV đâu. Trời ơi trời, thôi xuống đây nha. Trời ơi tôi quá, trời ơi trời, tôi quằn mấy bạn ơi, cái cổng đấy tôi gần chết à, cái hầm bí mật cho thấy ghê quá ạ. Bây giờ mình phải chui xuống đây thì mình mới gọi là ra được bên ngoài thì mình mới bắt được kẻ trộm chứ. Rồi chắc chắn là bọn mình phải làm người tốt phải không? Bởi vì vốn dĩ chúng ta là người tốt sẵn rồi, chúng ta không thể nào để chúng ta thành người xấu được. Chúng ta phải bắt cái tên cướp này lại, giao nộp cho công an, hiểu không? Tôi biết rồi, đi nhanh lên, trong này tôi quắc cả, tôi đang bịt cái lỗ mũi lại. Ây da. Trời ơi. Ui. Cái này là toilet của bà mà nói gì vậy? Ai ai da, ui da, ui da, ui da, thôi qua cái gì vậy? Nhời. Muốn ra ngoài được á thì Sammy phải mặc cái bộ đồ này vô. Hóa trang nhanh lên. Ủa cái gì mà hóa trang tôi đẹp này rồi bắt tôi hóa trang gì vậy? Là sao không hiểu? Hóa trang để đi ra ngoài không ai nhận ra bà. Không thôi là bà ra ngoài bà bị bắt luôn rồi, làm sao bà đi bắt cái kẻ trộm mới được. Ha, mình quên mình đang bị truy nã bạn ơi, đây cái bộ đồ quá. Trời ơi bộ đồ đâu ra mà không lấy, số đâu số đỡ vậy? Trời ơi xấu ơi là xấu luôn. Ui trời ơi. Nhưng không có ra luôn. Hay quá Sammy. Sammy rồi. Trời ơi, tôi nè, nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi nè, xấu rồi ông nhận không ra luôn hả? Quá, bà mới vừa hóa trang cái thôi tôi không nhận ra bà luôn á. Trời ơi, tí ghê quá, thôi đi nhanh lên. Trời ơi, trời tối quá các bạn ơi, vừa thúi mà vừa xấu nữa. Ây da. Đây. Trời ơi, cái cổng tôi quát chừng nào mới xong đây Phạm ơi. Ui, tới đây rồi, trời ơi, thúi quá trời thúi, cái gì mà thúi dữ vậy? Cái gì mà ho dữ vậy? Trời ơi trời. Ủa? Ui, cảnh sát kìa mấy bạn. Trời ơi, trời mấy quá chỗ được rồi. Vây quá trời đất luôn. Ui, trời ơi, bị bao vây kìa. Ủa gì vậy? Kẻ trộm. Ủa? Tiền thưởng 1 triệu kim cương. Cái gì? Wow. Trời ơi, cái gì mà tôi thưởng được triệu kim cương vậy? Cái gì vậy? Ê, tôi đang bị truy nã, ông mới buồn cái sao mừng dữ vậy? Trời ơi, tôi đang bị truy nã đó. Không, tại vì chưa bao giờ tôi thấy nhiều kim cương nó vậy cho nên là tôi thích thôi à, không gì đâu. Trời ơi, tôi cũng nhận, tôi cũng thích cái bàn. Trời, lần đầu tiên tôi được giao thưởng 1 triệu kim cương bàn luôn. 1 triệu kim cương. Quy ra là mình có thể mua được 6 cái xe Lamborghini, mình có thể mua được một căn biệt thự siêu to, ăn gà rán trong suốt 70 năm cuộc đời. Cái gì vậy? Vậy bây giờ mình có nên giao Sammy cho công an không ta? Cái gì vậy? Ông quá đáng trời ơi, ông đã giao tôi cho cảnh sát hết rồi, ông lãnh tiền rồi. Xuống ác vậy? Có. Trời ơi trời. Không, thường Sam không có. Trời ơi trời. Sam, đập đi. Nghĩ sao vậy Sam, xí cái này không phải tôi. Trời ơi, đôi giày mặt tôi này, trời ơi, chụp ảnh tôi đâu ra vậy, trời ơi trời. Đếm 1, 2, 3, sau đó mình sẽ nhào vô, mình chói lại, hiểu không? Mình chói Sam lại, mình giao nộp cho công an, có cộng dây thần nè. Ok, chuẩn bị. Muốn gì? Ông bà không có thương mình đấy bạn ơi. Ông này giao nạp tôi. Tôi đưa cho bà hóa trang á, nhìn bà xấu quắc à, cho nên bà không nhận ra bà đâu. Này, nói vậy vô duyên á, thì nghĩ sao tôi xấu quắc, gắn bộ tóc giả, mặc mấy cái áo, cái quần tôi mà nghĩ đó tôi xấu quắc gì? Trời ơi, chắc không? Trời ơi, tất nhiên. Ủa, sao rồi? Ủa, bà đây. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi đâu nổi, trời ơi. Ủa, sao mà? Trời ơi, từ nãy à, tôi bà hóa trang, tôi quên mất là bà hóa trang đỉnh quá mà, thấy không? Trời ơi, vô duyên vậy. Trời ơi, yên tâm đi, mình cứ đi. Rồi, đi qua đâu. Trời ơi, gì cái gì bông lượng mặt chứ người ta vậy? Tôi bình thường nha, có gì hết trơn. Ui, mới vô kia không biết tôi là ai luôn. Trời ơi, thích quá bạn ơi, không biết gì hết trơn.
ông ơi, rồi đi, anh lên đi mà nói. Rồi rồi, đang tìm quay. Rồi để xem quay. Quý gì đây? À, Ê Phong, đây là cái nơi vụ án xảy ra nè. Trời ơi, cái chỗ này nè đúng không? Để chị TV nè. Mà Sam ơi, nhìn kìa. Ủa gì vậy? Kia có một cái hằng gì nhìn nó. Ủa ai vậy? Ê, ủa sao nó chạy vậy? Ê, nhìn nó nhìn thấy mình nó chạy kìa. Trời ơi, ủa sao nó chạy vậy? Ê thằng kia sao chạy vậy? Chắc chắn hằng này chính là hằng hắn chợ mời nó cãi cho nó vu oan cho Sam á. Trời ơi, trời, đó là thằng hắn chợ nó nghĩ sao nó cãi cho hình tôi. Ông nghĩ sao đó là con hề mà nghĩ sao vậy? Thằng nghe cái đứng lại. Trời ơi, trời, dám vu oan cho hắn tôi. Thằng hề cái đứng lại coi. Trời ơi, thằng hề đứng lại. 1 hour later. Nhìn nè, hình như chỗ này chính là căn cứ bí mật của cái tên trộm đó hay sao á. Trời ơi, cuối cùng tụi mình cũng tìm được căn cứ bí mật của tên trộm mấy bạn. Trời ơi, trời, tôi mà gặp nó hả, tôi đè cầu cưỡi cổ, tôi chửi nó quá trời đất, nó dám làm tôi bị hiểu lầm thành tên trộm luôn. Tức dễ sợ lắm mấy bạn, bây giờ tôi phải đòi lại công bằng cho tôi. Thôi đúng rồi á, Sammy là bà chằn chứ không phải là tên trộm đâu. Đồ gì, trời ơi, trời, bây giờ lo đây, đây là căn cứ đúng không? Bây giờ mình phải vô, mình xem coi rốt cuộc nó đang ở đâu cho cái căn cứ này. Ui, trời ơi, công việc cái căn cứ nó cũng ghê gớm dữ, hang không có đường đâu, nói gì đây. Trời ơi, cái gì đây trời ơi, đúng là căn cứ của tên trộm của Sam à. Cái gì vậy? Ui, à cái là gai các bạn. Gai nè, gai nhọn nè, trời ơi, sợ quá trời luôn á, cẩn thận với Phạm ơi. Ui, ui trời ơi, trời, 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 trời ơi, cái gì vậy trời, ăn trộm mà cũng an toàn dữ ha. Trời ơi, ê, làm ăn trộm chứ tự nhiên cũng sợ bị trộm nha các bạn. Trời ơi, mắc cười dữ không? Trời ơi, trời, là ăn trộm cũng sợ. Trời ơi, rồi. Nó ăn trộm được rất là nhiều đồ quý giá cho nên nó phải gọi là xây dựng cái này ra để nó bảo vệ đồ quý giá nó. Hèn chi bây giờ tôi vô nhà tôi trộm lại nè. Sợ chưa, bây giờ tôi phải lấy được gì của tôi đúng không? Đó, cẩn thận nha. Ấy ấy, trời ơi, đau quá bạn ơi. Ủa gì vậy, cái gì vậy Phong ơi, muốn làm gì vậy? Trời ơi, trời, không chứ. Tôi đang muốn test thử coi mấy cái này nó có nguy hiểm không. Trời ơi, trời, ông test gì người ông Toàn lỗ không kìa, ông nội rồi, từ sắp qua mấy bạn ơi. Ui, hú, rồi, sao an toàn. Trời ơi, cái gì đâu mà sợ hãi với sợ luôn. Nhà ăn trâu nó còn bà rộn nhà tôi luôn các bạn. Chắc lần sau trời ơi, Sam ơi, coi gì vậy, Sam ơi. Trời ơi, cái gì đấy, trời ơi, trâu trang miệng nó coi cái gì đây. Nãy là gai nhọn, bây giờ là gì đây, núi lava mấy bạn ơi. Cái gì đây, nhà đó, cái gì không có hết vậy. Trời ơi, cái chỗ này mà nhảy qua mà lỡ mình trượt chân chú. Trời ơi, trời, cái gì vậy, yên tâm cái cỡ nào mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi sợ quá. Mới nói là yên tâm đi Sam, tôi không sao đâu ai vậy, té luôn. Đây, từ từ, đó, ôi, cẩn thận Phong ơi, cái gì vậy, trời ơi, nhảy đâu mà té hoài vậy Phong. Trời ơi, trời, cẩn thận nha, cái chỗ này á, là cái lava nó cao nè, nhảy vô thế nào cũng dính nè. Rồi, tôi chạy qua không dính sao, tôi thử quay. Á, ê, dính thật, trời ơi, trời ơi, đau quá bạn ơi. Tặng trộm đúng sợ luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, bây giờ ai mà muốn bắt nó hơi mệt nha, hèn chi. Nhưng mà tôi nhất quyết phải bắt được nó, tại vì nó làm tôi lên TV. Trời ơi, trời, buồn quá mấy bạn ơi. Đây đây nè, lên. À, nó té tôi. Trời ơi, tớt ơi là tớt, tớt quá trời tớt. Tôi không có chịu đâu, cái thằng ăn trộm này tôi không chịu, là nhà nó an toàn nhà tôi đâu. Không có chịu. Sam ơi, xuống đây, tôi nói nghe. Cái gì xuống đây, ông rảnh ông lên đây nói chuyện tôi với tôi ngu vậy. Xuống kia ông khùng hả, ông lên đây. Bà xuống để tôi gọi là tôi cõng bà nhảy lên cho nhanh, thấy không, là tôi nhảy lên không không dính thế nào luôn, thấy không, rớt queo luôn rồi. Trời ơi, trời, tôi mà lên ông cõng đâu, tôi rớt từ lâu rồi, thấy chưa. Trời ơi, rồi đây lên nè, tôi không cần ông luôn, không cần đó, thấy chưa. Trời ơi gà chưa, thấy chưa, một mình tôi cũng đủ sự đó rồi, ông đi chi cho nó cực khổ rồi, đi lên đây rồi xem quay. Rồi chứ một cái dèo vậy xong là quá, cái này có gì vậy? Gì đây? Ui, cây kiếm. Rồi xong. Vậy là bây giờ tôi với bà phải solo nhau á. Đi ăn á khùng ở nhà con trộm, tự nhiên mình solo thì mình solo với thằng ăn trộm đó. Cầm cái kiếm trên tay tôi biết lấy kiếm này lên tét đầu thằng trộm rồi bạn đúng không? Bây giờ không nói gì nữa, lên tét đầu thằng trộm. Ê! Ăn trộm mà ăn trộm. Bà lên trước đi. Đây tôi lên thử coi đây. Ui trời ơi, trên này không phải một thằng mà nhiều thằng, không phải cái gì vậy? Ai đây? Ê! Trời ơi, đây là đồng phẩu của thằng ăn trộm với bạn ăn trộm bà ơi. Trời ơi, nó nhiều đồng bộ như vậy. Trời ơi, nhà đó mình nó nuôi quân nổi bạn ơi. Trời ơi mày là tập đoàn ăn trộm luôn. Ê Phong ơi, đánh thằng nào ra tỷ thằng đó cái gì vậy? Trời ơi, nó ăn trộm mà nó còn lấy tiền người ta này Phong ơi. Trời ơi, cái kia gọi nó ăn trộm với người ta tiền chứ. Ui, đây. Tiền quá. Ui, tiền này tôi sẽ đem cho cảnh sát đó, dễ ăn trộm tiền của người ta hả? Trời ơi, đưa tiền cho tôi đây. Đưa tiền đây, tí nữa tôi đưa cho cảnh sát. Lên. Tiền nhìn hấp dẫn quá. Đưa đây. Tôi là người tốt mà. Rồi bây giờ lên coi, đây không phải là tiền của tôi các bạn ơi. Tôi phải trả lại cho cảnh sát, mình phải thật thà dũng cảm đúng không? Rồi lên xem coi. Tiếp theo. Mệt ghê luôn à. Mình là những con người chân chính. Trời ơi, làm sao mà làm cái chuyện này được? Rồi, nói gì đây? Mà nói gì kỳ vậy? Ủa, từ từ.
Cái gì đây, ăn trộm mà mày đặt tính toán học của mình luôn hả? Trời ơi trời, à cái là tính vận tốc thời gian ánh sáng để đi trộm đúng không? Trời ơi, ăn trộm mà cũng thông minh dữ hang. Trời ơi trời, ghê dữ. Để gì đây, một còn một. Trời ơi, một còn một. Trời ơi, dễ bạn biết sao không? Một còn một mấy bạn fan của mình video sao quá chị đất luôn. Một còn hai chứ sao nữa, chứ sao chơi gì không? Ủa từ cái gì đây? Ủa từ từ bông ơi, có câu hỏi này nó khác nha. Nó khác với những lần trước. Một cộng một thì tôi biết nữa, nhưng mà trừ hai là sao? Cái gì đây? Trời ơi, khác dữ vậy. Cộng một bằng hai. Trừ hai là bằng bốn. Ủa có bằng 4 hả? Cái gì cây ta? Từ từ tôi xem coi. Bên này là bằng 2 nè. Ủa đáp án số 2 đấy bạn. Mày lại gì đây? Không. Rồi sai hết luôn. Ủa sao sai hết được? Chắc chắn là có câu đúng mày ơi. Mấy bạn ơi, chắc chắn trong này sẽ có một câu trả lời đúng mấy bạn. 1 cộng 1 bằng 2 nè. Bên này là số 2 phải không? Từ từ mấy bạn fan nói là 1 cộng 2 này phải không? Mà trừ 2 là bao nhiêu ta? Mấy bạn fan được quay cái bài viết sao biết vậy? Cái câu hỏi này trả lời bao nhiêu nha? Trời ơi, khó đạt khó nè phải không? Bây giờ ông trả lời đi. Tôi nhờ ông câu trả lời đó. Ông hỏi coi. Trời ơi, dễ ạt. 1 cộng 1 là chắc chắn là bằng 2 nè. Đúng rồi. Mà 2 trừ 2 là bằng 0 chứ còn bao nhiêu nữa? Nhưng mà có một điều đặc biệt. Chính là đây là một tên trộm. Cho nên hắn ta sẽ không bao giờ có thể để đáp án dễ dàng cho chúng ta đâu. Chắc chắn là bên này. Sao này đi, đánh đây. Ủa sao vậy? Ta câu này đúng sao? Không? Thử coi. Để thử coi. Ủa đây sai hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tôi đang đánh hơi, coi có mùi ăn trộm đây không? Trời ơi, người ta mùi, người ta đánh mùi khác, ông đánh mùi ăn trộm mà sao vậy? Không biết mùi ăn trộm là mùi ăn trộm có mùi gì đó coi. Mùi ăn trộm là mùi gì hả? Mùi ăn trộm là mùi, có cái mùi, tôi nghe có cái mùi mắm tôm đây nè. Trời ơi, cái tên, cái tên trộm này đang ăn bún đậu mắm tôm bên trong. Trời ơi, dữ tần gì quá trời đó, ăn trộm có mùi mắm đậu mắm tôm các bạn ơi. Trời ơi, gì kiến thức mới cần được tiếp thu nha. Ăn trộm có mùi mắm tôm các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ vô, tôi gọi là tôi tới xé xác thằng ăn trộm. Đây, vô nhà nè. Đây, nhà ăn trộm thằng ăn trộm. Ê, bình tĩnh. Trời ơi, quánh tôi vô nó quánh nó thì ông quánh tôi chi vậy? Sammy này hấp tấp quá. Tôi nói bà nghe nè. Từ nãy đến giờ á, bọn mình đã vượt qua những cái bẫy của tên này một cách rất là đơn giản, dễ dàng luôn. Nhưng mà trong khi đó, hắn ta là một tên trộm. Chẳng lẽ hắn ta không sắp đặt cái bẫy ở trong căn phòng này đúng không? Không vậy? Biết gì trơn á. Ủa mà sao sắp đặt được, sao biết được? Trời đứng ngoài này ông chỉ là phỏng đoán thôi. Bây giờ tôi vô tôi quánh nó luôn. Trời ơi sợ gì trời. Ủa gì đây? Trời tôi nè, bà không biết gì hết trơn. Để tôi chút, bà không biết tôi là Phong Cận hacker sao? Để tôi coi nè. Làm gì vậy? Ôi. Cái gì vậy? Trời ơi trời, cái gì mà hack vậy? Đợi xíu. Ôi. Trời ơi, tôi đã hack vào được camera ở trong nhà của thằng này rồi. Ui, được luôn hả? Đây, trời ơi trời, Phong Cận hack được vào camera bên trong của nhà ăn trộm luôn à. Trời ơi, gì mà cưỡi vàng với ông nội. Trời ơi trời, bây giờ tôi xem thử nha. Ghê, rồi bây giờ xem thử quay. Rồi, camera là số 1 nè, rồi để xem qua là gì đây. Ui, Phong ơi, trời, bên trong có một thằng Hệ nó đang cầm dao. Trời ơi, nó đợi mình kia Phong ơi, trời ơi. Oh my god. Trời ơi, bây giờ mà thấy không hồi nãy mà tôi cắn áo mình bà cho bà bọn mình mà vô hay là nó tiêu diệt trời mình ơi, luôn rồi đó. Trời ơi, nó quánh mình sao mình mắc bậy luôn trong cái con cái hổ lúa Phong ơi. Trời ơi trời, e giờ sao bây giờ mở cửa ra là nó đánh mình luôn á. Làm sao mà bắt mình ở đây. Trời ơi trời. Bà
không biết gì hết trơn á. Cái gì? Tôi là Phong Cần hacker mà. Tôi đã biết một cách để vô được nhà của nó rồi. Ê ê, ông kia, ông nghĩ sao vậy? Bây giờ vô nhà nó cũng đánh mà thôi, ông mở cửa ra ông vô chứ làm gì, đúng không? Trời ơi, làm sao nữa? Tào lát đâu, đi theo tôi. Còn ở đây vậy? Ủa đi ông làm gì? Ủa làm gì vậy? Tự nhiên mà đi đằng sau nhà nó chi vậy? Hả? Làm gì đây? Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á. Hồi nãy á, tôi á nha đã xem thử cái ngôi nhà của nó bằng camera. Và tôi phát hiện ra nhà của nó có một cái bức tường bằng sắt như thế này nè, thấy không? Bức tường bằng sắt? Ủa mà có gì đâu trời, bức tường bằng sắt thì có làm được gì đâu. Nhà nó bằng này sao bằng sắt thì có gì đâu mà đáng sợ hay là có gì nguy hiểm đâu mà ông nói vậy? Trời ơi, bà không biết gì hết trơn. Nhìn trên tay của tôi nè. Tèn tèn tèn. Đâu, thấy gì không? Ui, đây chính là một quả bom. Quả bom. Đúng rồi, quả bom này á có thể phá hủy được bức tường này. Mà tôi nói bà nghe nè. Bây giờ nha, tôi sẽ bấm kích hoạt quả bom lên. Đếm 1, 2, 3 là bà phải nhào vô tấn công nó. Trời ơi, đẩy nó xuống khô. Nguy hiểm vậy thôi, tôi không chơi đâu. Lỡ nghe cái nổ xong nó quay qua nó làm gì mình sao? Trời ơi, yên tâm đi, bọn mình sẽ nhào vô bất ngờ, hiểu không? Đây để tôi bấm lên nè. Đây chuẩn bị nha. 1, 2, 3 rồi xong. Ok mọi người, thì mình đã hoàn thành bắt được tên cướp thành công. Và nếu các bạn thấy video này vui hay không, để quên có một video sau biết nha. Bây giờ mình sẽ đem cái tem trộm này gọi là đem tới đồn cảnh sát đó, đưa đồn cảnh sát đó trị vì cái tội giả vu khống cho người khác. Không có thấy hợp lý không? Không hợp lý không? Hợp lý. Mà trước tiên cứu tôi lên đã. Kệ không, ai dễ chi thông minh quá chi, chơi với chơi à, chơi tương chơi chơi tên cướp rồi. Ok, và nếu các bạn thích video này thì gọi cho sao một like, share, không được quên subscribe cho tất cả thành viên nha. Ok, tụi mọi người ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye.